cô gái chia sẻ cuộc sống sang chảnh khiến cộng đồng mạng ầm ầm xin vía để được thành công. Đây có lẽ là cuộc sống mà nhiều người ao ước. Có nhà lầu xe hơi, dùng iPhone nhiều mắt, rồi diện đồ hiệu. Cô gái này đích thị là một rich kid chính hiệu. Ai ganh tị sẽ bảo là ghép, nhưng khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Zoom kỹ vào hình như có gì đó sai sai. Tưởng không ghép, hóa ra lại là ghép không tưởng. Tất cả những hình ảnh trên chỉ mang tính chất minh họa vì nó không có thật, do filter mà ra. Phải công nhận là ai tạo ra mấy cái filter này khiến cộng đồng mạng bắt lũ thực sự. Xem xong clip chia sẻ cuộc sống sang chảnh của cô gái này mà cộng đồng mạng đều dần dần vào xin vía. Chị chia sẻ cách giàu như chị đi ạ. Người thành công luôn có lối đi riêng. Ngưỡng mộ quá. Phải nói là cô gái này có content sáng tạo bật tung giới hạn, đỉnh cao cắt ghép không thể khớp hơn, khiến nhiều anh em Photoshop còn phải nể phục. Đúng là cuộc sống trong mơ đẹp thật. Tất cả sẽ trở thành hiện thực mà không phải cắt ghép hay chèn filter nếu như bạn luôn cố gắng và nỗ lực để đạt được thành công. Bạn nghĩ sao về cuộc sống sang chảnh mà cô gái trên vừa chia sẻ? Comment ngay cho TV Chen được biết với nhà. Đừng quên nhấn đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ cho TV Chen và cập nhật thêm nhiều tin tức thú vị mỗi ngày nhé.